Chào mừng các bạn đến với kênh Sáng Tạo Nhung Com. Hôm nay chúng ta sẽ cùng chế một cái máy làm kẹo bông nhé. Từ một cái motor 775 này, thêm một cái đầu đạn 5mm. Mình sẽ dùng một cái loa cũ này nhé, lấy cái nắp của nó. Đằng sau cái loa có tùy loại nó có thôi.
Rồi, như vậy là xong rồi. Mình sẽ dùng cái khò này. Chúng ta sẽ khò cho nóng đường ở trong này nhé. Không cần dùng chế nhiệt nữa cũng được. Hôm nào mình sẽ làm bản V3 chế nhiệt trực tiếp vào đây. Không ổn nha anh em ạ, lại lỗi rồi. Thành kẹo mạch nha này. Căng nhè. Cái này chắc phải bỏ đâu. Hôm nào làm lại bản V3 anh em nhé. Có vẻ như cái lỗ của mình đục nó hơi bị to. Là đục lại cái lỗ này, cái lỗ to quá này là nó bắn ra hết cả nước đây mất. Thì nha. Thôi, coi như cuối năm là một bản lỗi này. Thôi, hẹn lại video sau vậy. Mình sẽ nghiên cứu chế lại cái chỗ này. Chắc phải cho một cái đường ống dẫn ga hoặc là nhiệt ở trên này trực tiếp vào đây. Căng quá.